X51 Story mến chào quý thính giả. Trần Thủ Độ được coi là gian hùng hay nói nhẹ đi là quyền thần cuối triều Lý trong việc thúc đẩy việc sụp đổ của nhà Lý để chuyển sang cho nhà Trần. Tuy nhiên, Trần Thủ Độ chỉ là người hoàn tất công đoạn cuối được đàn anh Trần Tự Khánh dọn đường từ trước. Đã có người so sánh Trần Tự Khánh giống như Tào Tháo mượn danh nhà Hán để đi đánh bại các thế lực cát cứ mạnh như Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Mã Đằng, Trương Lỗ, để đặt nền móng cho việc hình thành nhà Ngụy sau này. Nhưng Tự Khánh còn giỏi hơn Tào Tháo ở chỗ là đã thống nhất được nước Việt, chứ Tào Tháo cuối đời vẫn không làm gì được Lưu Bị, Tôn Quyền. Và quan trọng hơn là nhờ Tự Khánh thống nhất được đất nước từ 1220 mà nhà Trần có thời gian nuôi sức dân, hàn gắn lòng người để có sức mạnh đối chọi với vó ngựa Nguyên Mông sau này. Sau đây, X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về kiến quốc đại vương Trần Tự Khánh. Ông là người lãnh đạo gia tộc họ Trần trên con đường danh vọng. Trước khu đền Trần ở Nam Định hiện nay là đường Trần Thừa, hay Trần Thái Tổ người dựng cơ đồ cho nhà Trần. Bên cạnh đó còn có hai con đường nối với đường Trần Thừa là đường Trần Thủ Độ và Trần Tự Khánh. Đường Trần Thủ Độ to nhưng ngắn hơn, còn đường Trần Tự Khánh nhỏ nhưng khá dài. Có lẽ đó là cũng là cách để nói về công trạng của các nhân vật thời đầu xây dựng cơ nghiệp nhà Trần. Vai trò của Trần Thủ Độ rất rõ ràng khi chỉ một thời gian ngắn cầm quyền đã đổi ngai vua từ Lý sang Trần. Nhưng trước đó, người đánh đông dẹp bắc một thời gian dài giúp nhà Trần trong giữ Thiên Tử, ngoài áp chư hầu là Trần Tự Khánh. Giai đoạn này thì ít được biết hơn. Trần Tự Khánh sinh năm 1175, mất năm 1223, người Hương tức Mặc, phủ Thiên Trường, Đại Việt. Theo phe hệ họ Trần, Trần Tự Khánh là con thứ của Trần Lý, em của Trần Thừa và Linh Tử Quốc Mẫu. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Trần Tự Khánh là em của Trần Thừa và là anh của Linh Tử Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Theo Vai Vế, ông là anh họ của Trần Thủ Độ và là chú ruột của Trần Thái Tông và Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Trần Tự Khánh lớn lên khi cơ nghiệp nhà Lý đã suy yếu, vào đầu thế kỷ 13 dưới thời Hoàng đế Lý Cao Tông. Triều đình quan lại chơi bời vô độ, dân chúng bị cùng khốn, loạn phí lang xảy ra nhiều tháng trời khiến triều đình suy kiệt. Các tướng lĩnh địa phương nhân lúc loạn lạc nuôi ý định xây dựng lực lượng riêng, trong đó có cha Trần Tự Khánh là Trần Lý ở Hải Ấp. Năm 1209, khi loạn Quách Bốc xảy ra thì vua Lý Cao Tông phải chạy ra ngoài, còn thái tử là Lý Sảm, sau là Lý Huệ Tông, nương nhờ Trần Lý, ông nội của Trần Thái Tông, và người em vợ của Lý là Tô Trung Từ. Trần Lý có ba người con là Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thị Dung. Nhờ họ Trần góp công dẹp loạn mà Lý Cao Tông được trở lại Thăng Long, nhưng lúc này Trung ương không còn kiểm soát được các phiên chấn nữa. Ba phiên chấn lớn khi đó là họ Trần, Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng. Ngoài ra còn lực lượng tàn quân Quách Bốc, họ Hà ở miền núi phía Bắc, họ Phạm ở Hải Dương. Họ Trần với quân đội riêng là lực lượng mạnh nhất khi đó nhưng chưa đủ chấn áp các thế lực khác, và năm 1210, Trần Lý qua đời do tử trận trong các cuộc chiến với phiên chấn khác. Anh em Trần Thừa và Trần Tự Khánh thay cha lãnh đạo quân đội họ Trần, nhưng người em Tự Khánh lại tỏ ra xuất sắc hơn về tài cầm quân. Sử cũng chép, Trần Lý bị giặc giết chết, con thứ hai là Tự Khánh lên thay, cai quản quân gia. Những năm sau này, Trần Tự Khánh là người Nam chinh Bắc chiến, đánh đông dẹp tây để giữ lãnh địa cho họ Trần và đưa dòng họ bước vào vũ đài lịch sử. Năm 1211, Lý Huệ Tông lên ngôi. Tháng 2, mùa xuân, sách lập Trần Thị Dung là Nguyên Phi, dùng cậu Nguyên Phi là Tô Trung Từ làm thái úy phụ chính, phong anh Nguyên Phi là Trần Tự Khánh làm Trương Thành Hầu, Sử Nguyễn chép là Trương Tín Hầu. Tháng 7 năm đó, Tô Trung Từ đi thông dâm bên ngoài bị đánh chết, nhưng quyền lực đến tay Tự Khánh không dễ dàng. Thái hậu họ Đàm, mẹ vua Huệ Tông khi đó rất ngờ dã tâm của người họ Trần. Cuối năm 1211, Trần Tự Khánh rầm rộ kéo binh đến đóng ở bến Tê Giang. Thái hậu nghe quân đến, ngờ Trần Tự Khánh có ý mưu việc phế lập. Trần Tự Khánh bèn cắt tóc mà thề với trời đất, rồi lại sai công chúa Thiên Trinh, tức Trần Thị Dung, tâu với bà Thái hậu rằng là mình không có ý chi khác. Thái hậu cũng không tin, vua Huệ Tông không có chủ kiến. Một mặt ông giao hết binh quyền cho Tự Khánh để dẹp các phiên chấn khác, nên đầu năm 1212, ra lệnh cho trăm quan văn võ đều phải nghe mệnh ở Trương Thành Hầu. Nhưng mặt khác, Huệ Tông lại nghe lời mẹ nên dễ dàng đổi ý với Tự Khánh. Đầu năm 1213, Đàm Thái Hậu ngầm hẹn các tướng đánh úp quân của Trần Tự Khánh. Tự Khánh không phải kiểu người mưu trung nên khi bị đánh lại đã phản kích ngay. Đại Việt Sử Lược chép, Trần Tự Khánh dẫn quân vào cung cấm đốt cầu Ngoạn Thiềm rồi kéo về bến Đại Thông. Vì chuyện này, Huệ Tông lần đầu thân cầm quân đi đánh Tự Khánh nhưng không thành công. Sau vụ đó, Tự Khánh đã tìm cách giàn hòa để về dưới trướng của Huệ Tông, thậm chí dùng chiêu đút lót nhưng không thành. Sử chép, nhưng Tự Khánh thả Doãn Tín Dực, một viên sủng thần của Huệ Tông được Tự Khánh bắt nhưng tha chết trước đó, trở về kinh sư. Rồi nhân đó,
Trần Tự Khánh đem nhiều của đút lót cho Doãn Tín Dực mà bảo Dực rằng: "Ông về đấy hãy khéo vì ta mà tâu chỉnh cho ở vương cung được rõ cái lòng trung thủy, cái khí tiết của ta để ở đấy đừng có nghe theo lời xàm xiểm của kẻ tiểu nhân, khiến cho tôi được bảo toàn tính mệnh nhé." Doãn Tín Dực về đến kinh sư, nhà vua hỏi đến Trần Tự Khánh. Doãn Tín Dực tâu rằng: "Trần Tự Khánh có lòng xoán nghịch, nhà vua cùng thái hậu càng oán ghét Khánh. Không về được với triều đình thì Trần Tự Khánh sẵn sàng đánh luôn kinh sư." Đại Viện Sử Ký Toàn Thư chép: "Đầu năm 1214, Trần Tự Khánh hội họp các đạo binh lại mà thề nguyện tại miếu thờ Đỗ Thái Úy ở Đông Phủ Liệt để sắp muốn đánh kinh sư. Trần Tự Khánh chia quân ra làm hai đạo là thủy quân và lục quân. Sai Phan Lân và Nguyễn Nộn đem binh ở Quốc Oai theo con đường Bình Nhạc tiến đánh theo lục lộ. Trần Tự Khánh tự lãnh binh thuyền đóng ở sông Tha Mạc. Trần Thừa và Trần Tự Khánh đánh mặt Hữu Ngạn sông Lô. Trần Thủ Độ, Trần Hiến Sâm và Nguyễn Ngạnh đánh mặt Tả Ngạn sông Lô. Vương Lê, Nguyễn Cải đánh Cầu Nổi thuộc bến Triều Đông." Có thể thấy thời điểm đó Trần Tự Khánh đã nhận ra tài thao lược của Trần Thủ Độ nên mới giao cho việc chỉ huy quân ở Tả Ngạn, còn mình chỉ huy quân ở Hữu Ngạn. Sau trận đó, Trần Tự Khánh cho Trần Thủ Độ giữ Lang Ải rất quan trọng. Dù vua Huệ Tông lần thứ hai đích thân cầm quân đánh Tự Khánh nhưng các cánh quân đều thua các tướng nhà Trần nên phải chạy đến Lạng Châu. Dù đánh thắng nhà vua nhưng Tự Khánh tiếp tục xin về dưới trướng vua. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: "Trần Tự Khánh cắt tóc sai người dâng cho nhà vua và tâu rõ ý mình rằng là: tôi thấy bọn tiểu nhân ở cạnh vua, chúng che lấp ngăn cản các bậc trung lương, dân tình thì uất ức không biết theo đâu mà truyền đạt thấu lên trên. Cho nên nhân đó mà, tôi tụ họp, người trong nước khởi binh đánh bọn này, cắt bỏ gốc rễ của sự hiểm họa để làm yên lòng dân. Và, đến phận mệnh của vua tôi thì không dám một tí xúc phạm, lại há có cái ý quá ỷ vào việc chăm đánh dẹp đó hay sao? Chẳng ngờ là tôi đã khiến cho Xa Giá phải lẩn tránh chỗ khác. Tôi tự lượng biết thân tôi, tội tôi thật đáng muôn chết. Xin bệ hạ hãy tạm nguôi cơn giận mà đưa Xa Giá trở về kinh sư." Rồi Trần Tự Khánh lại sai Đàm Kinh Bang đốc xuất trăm quan chuẩn bị pháp giá để đón vua trở về kinh. Lý Huệ Tông đã có ý muốn về nhưng phe phái của Thái Hậu tìm đủ cách can ngăn. Cuối cùng, vua nghe lời Thái Hậu không về với họ Trần dịp đó. Huệ ấy không về thì Trần Tự Khánh lập tức có đối sách khác là lập vua Lý khác lên ngôi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: "Tháng 2 năm 1214, Trương Thành Hầu Trần Tự Khánh triệu tập các bậc vương tước và trăm quan để nghị bàn về việc cải lập, rồi sai người đi đón con của vua Anh Tông là Huệ Văn Vương ở Hạc Kiều lập làm vua. Ngày đó Trần Tự Khánh sai bắt người trong gia tộc của Thái Hậu là bọn Đàm Kinh Bang. Tất cả đều bị trói thêm bằng dây thép rồi cầm tù ở Mỹ Lộc. Tháng 3, Huệ Văn Vương lên ngôi vua ở Điện Thiên An. Đổi niên hiệu là Càn Ninh và lấy hiệu là Nguyên Vương. Việc tự ý lập vua khác trong khi vua cũ chưa chuyển ngôi thời xưa được coi là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, với Trần Tự Khánh thì ông coi ngai vua như một trò đùa, chỉ là một vật để tạo dựng vị trí vững chắc cho dòng họ. Bản thân Trần Tự Khánh sau này còn nhiều lần hí lộng ngai vàng nhà họ Lý và dần dần từng bước củng cố địa vị của người họ Trần. Nước cờ lập Huệ Văn Vương lên ngôi vua là cách để Tự Khánh tạo chính danh cho mình, để người trong nước khỏi coi ông là phản loạn. Đây chính là kiểu mà kẻ khởi loạn trước đó là Quách Bốc lập Lý Thẩm, anh của Lý Huệ Tông, lên ngôi để đấu lại với Lý Huệ Tông. Nếu tình trạng đất nước hai vua cùng việc các sứ quân nhao nhao nổi lên như nhà Bắc Giang Vương Nguyễn Nộn, Hiền Tín Vương Lý Bát, Hồng Hầu Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa thì mảnh đất Việt Nam nhỏ bé khi ấy sao tránh khỏi cảnh máu thành sông, xương trắng đồng. Nguy hiểm nhất là nếu không kịp thống nhất để tạo thành một khối vững mạnh thì chẳng mấy chốc là mồi ngon cho vó ngựa phương Bắc. Nhưng rất may, Trần Tự Khánh có những quyết định rất sáng suốt với các nước cờ cao tay để nhanh chóng thống nhất đất nước. Trần Tự Khánh vừa đánh dọa Lý Huệ Tông nhưng lại vừa chia tay để tỏ ý đón vua về. Hành động có tính biểu tượng cao nhất của Trần Tự Khánh là việc vào tháng 11 năm 1215 đem trả vua cái mũ Bình Thiên. Mũ Bình Thiên là mũ chỉ vua được dùng và Khánh lấy được nó trong một lần đánh vào cung. Hành động này ngầm cho nhà vua hiểu Khánh vẫn coi Huệ Tông là vua. Đến tháng Giêng năm 1216, Huệ Tông cùng với Đàm Thái Hậu ngự ở Thảo Điện để thi triều. Trần Tự Khánh trả lại cái ghế bằng vàng. Hành động này có tính chất biểu tượng hệt như việc trả mũ Bình Thiên. Thông điệp của Khánh rõ ràng khi lặp lại hai lần và vua Huệ Tông bắt đầu nghĩ đến chuyện hợp tác. Và một hành động cực kỳ quyết đoán của Tự Khánh để làm yên lòng Huệ Tông khi ấy là phế vua Huệ Văn Vương từng được Khánh dựng 2 năm trước. Tự Khánh coi như bỏ quân bài quan trọng để giữ chính danh cho mình trong 2 năm để đổi lấy lòng tin của Huệ Tông. Có lẽ thông tin, tình báo từ cô em Trần Thị Dung đang làm hoàng hậu của Huệ Tông đã giúp Tự Khánh đi nước cờ mạo hiểm này và thành công. Vua Huệ Tông làm thêm một phép thử nữa là vào tháng 5 năm 1216 sai sứ xin binh của Trần Tự Khánh để đánh Đỗ Nhuế.
Trần Tự Khánh phụng chiếu của Huệ Tông đánh dẹp. Đỗ Nhuế chạy về với Nguyễn Nộn. Sau khi nhận những tín vật quan trọng và thấy sức mạnh của quân đội nhà Trần thì Lý Huệ Tông có ý trở về nương náu với nhà Trần. Thêm một lý do nữa để Lý Huệ Tông quyết tâm sang nhờ ông anh vợ Trần Tự Khánh là thúc ép của Trần Thị Dung. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép, thấy Tự Khánh là người phản chắc, Thái Hậu nhiều lần chỉ vạch phu nhân là bè đảng của giặc, khuyên nhà vua ruồng bỏ, nhưng nhà vua không nghe. Thái Hậu bắt phu nhân phải tự sát, nhưng nhà vua ngăn cản lại. Thái Hậu lại bỏ thuốc độc vào các món ăn, thức uống của phu nhân. Cứ mỗi bữa ăn, nhà vua lại chia sẻ cho phu nhân một nửa và cho cùng ở chung, chứ không để rời khỏi bên mình. Rồi đang đêm, nhà vua cùng với phu nhân vi hành lén đi. Đại Việt Sử Lược ghi chép rõ hơn cảnh Tự Khánh đón vua, ngày Giáp Thìn, tháng 5 năm 1216, nhà vua cùng với phu nhân là Trần Thị, ban đêm sang trại quân Thuận Lưu để theo về với Trần Khánh. Ngày hôm sau nhà vua gặp viên tướng của ngài là Vương Lê đem thuyền đến đón. Lúc bấy giờ Thái Hậu và con của nhà vua là công chúa đều lẫn tránh ở Ô Kim. Trần Tự Khánh thấy nhà vua thì mừng rỡ lắm. Các tướng sĩ đều đánh trống, nhảy múa hoan hô nhà vua. Sau khi có được Huệ Tông, thế lực nhà Trần đã có danh chính ngôn thuận để đánh bại các thế lực cát cứ khác. Tự Khánh cùng thượng tướng quân Phan Lân chỉnh đốn lại quân triều đình, rèn đúc vũ khí, huấn luyện sĩ tốt, khí thế quân đội lên cao, phấn chấn đi đánh phản loạn. Tình hình quanh kinh thành đã tạm yên, Tự Khánh rước vua Huệ Tông về thành Thăng Long. Tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem lực lượng ra hàng, được phong tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Thị Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi, tước Hồng Hầu, thu phục đất Hồng Châu và hôn sự này đã loại trừ được một thế lực cát cứ lớn nhất là họ Đoàn. Tự Khánh chuyển sang đánh Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, quân Nộn thua to. Năm sau các tướng của Nộn đều ra hàng. Tự Khánh đánh dẹp, thu phục lực lượng cát cứ ở Quốc Oai, Cam Giá. Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng. Nguyễn Bát, Hiền Tín Vương, ở Từ Liêm, Hà Nội ngày nay, phải bỏ chạy lên vùng thiểu số An Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Cao ở Quy Hóa không chạy thoát, Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Đến tháng 5 năm 1220, chấm dứt hoàn toàn nạn cát cứ ở các địa phương. Đất nước trở lại yên bình. Tháng 12 năm 1223, Trần Tự Khánh qua đời ở Phù Liệt. Quyền bính trong triều được giao cho anh trai ông Trần Thừa, người kế tục chức vị thái úy và em họ ông là điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Về cơ bản, Trần Tự Khánh đã dẹp hầu hết các thế lực cát cứ chống triều đình, chỉ còn Nguyễn Nộn ở Bắc Giang và Đoàn Thượng ở Hồng Châu chưa trừ bỏ được hẳn. X51 Story luận bàn. Từ khi nắm vua Lý trong tay, Trần Tự Khánh thắng các chư hầu như trẻ tre. Gần như một tay ông yên định thiên hạ chia năm xẻ bảy khi đó. Nếu không có sự phản trắc của tướng dưới quyền ông là Nguyễn Nộn, cơ bản ông đã thống nhất được Giang Sơn Đại Việt về một mối, vì Đoàn Thượng đã suy yếu nhiều so với thời kỳ đầu khó lòng dám một mình chống đối triều đình. Các sử gia thống nhất rằng, xét toàn cục trong thời loạn lạc cuối nhà Lý, công dẹp Quách Bốc và các hào trưởng địa phương khiến họ Trần trở thành người thay thế họ Lý xứng đáng hơn cả, trong đó có sự đóng góp lớn nhất của Trần Tự Khánh. Quyền lực chính quyền trung ương lại dần dần tập trung, củng cố dưới sự lãnh đạo của họ Trần. Tình hình yên ổn và vị thế khá vững vàng của họ Trần trong triều tạo điều kiện cho Trần Thủ Độ sau đó thực hiện việc chuyển ngôi chính thức từ họ Lý sang họ Trần. Chẳng những cha con Trần Thừa, Trần Cảnh mà ngay cả Trần Thủ Độ cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của ông để lại. Nói về sự kiện thay ngôi nhà Lý, bàn tay của Trần Thủ Độ được nhắc tới nhiều hơn cả, nhưng công lao, dọn chướng ngại cho Thủ Độ hành động thuộc về Trần Tự Khánh. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.